Chào các bạn, ngày hôm nay hãy cùng TV Pro tìm hiểu chiếc TV Samsung QA65QX65RAK đã qua sử dụng và đang được bán tại TV Pro này nhé. Chiếc TV Samsung QA65QX65RAK đã qua sử dụng này đã được thay mới màn hình chính hãng. Ngoài ra TV Pro cam kết linh kiện bên trong nguyên dạng và chưa được tháo gỡ. Chiếc TV Samsung QA65QX65RAK sở hữu thiết kế S-Slim với viền màn hình móng gần như là vô hình, tạo nên không gian rộng mở cho bạn như đang hòa mình vào thế giới thực trong phim khi đứng trước TV. Kích thước TV Samsung 65 inch thích hợp đặt ở các nơi như phòng khách, phòng họp, giúp nâng tầm không gian sống thêm đẳng cấp và sang trọng. Đi kèm với đó là chân đế chữ với ốp ngực chắc chắn của chiếc TV Samsung QA65QX65RAK giúp người dùng có thể dễ dàng bố trí phù hợp với kiểu thiết kế của từng căn phòng. Bộ xử lý Crystal 4K bằng cách tự động tinh chỉnh màu sắc, tối ưu độ tương phản, giải màu rộng, nâng cấp hình ảnh lên đến chuẩn 4K rõ đẹp, ấn tượng hơn. TV được bố trí đầy đủ các cổng kết nối như HDMI, USB, Optical để các bạn có thể kết nối máy tính hoặc dàn âm thanh. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mua sản phẩm TV cũ tại TV Pro. Chúng tôi là đơn vị phân phối màn hình số 1 tại Việt Nam với đội ngũ kỹ thuật viên sửa chữa TV có trên 20 năm kinh nghiệm, từng là trung tâm bảo hành uy tín cho một số hãng lớn như Sharp, Skyworth.